Hi, xin chào cả nhà. Cả nhà mình đang xem video đến từ nông thôn thành phố Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh, khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bữa nay trên thị trấn em có họp chợ nè. Trời ơi, sáng giờ ở nhà chờ mấy người qua quét sơn, giờ tụi em lên tới chợ là trưa luôn rồi. Hôm qua thì thợ đã quét trước 3 bước sơn rồi. Đáng lẽ là hôm nay là thợ sẽ qua, nhưng mà tụi em chờ tới trưa luôn mà không thấy ai tới. Lúc mà gọi thì bên đó người ta mới báo là cái máy lúc chiều ngày hôm qua xịt sơn cho nhà người khác á, thì xịt tới chiều á là chưa xong mà đã bị hư rồi. Cuối cùng á là người ta hẹn tụi em trễ một ngày chứ không có qua được đúng hẹn, làm tụi em chờ lỡ dở mất nửa ngày. Giờ thì tụi em đi lên trên thị trấn mua một ít muối hột về, lát ghé vô dì hàng xóm mua thêm một ít trứng ngỗng và là trứng gà về tụi em làm một ít trứng muối. Ở vùng Đông Bắc Trung Quốc chỗ em á thì người dân ở chỗ nông thôn em nè, sáng á là thường tự nấu cơm ăn hoặc là ăn cơm nguội, chứ không có cái phong tục ăn cháo trắng, cũng không có ra hàng quán ở ngoài để mà ăn bún phở vào buổi sáng. Em làm trứng muối này á là để ăn với cơm nè, hơi mặn một xíu nhưng mà có điều á, ăn rất là béo ngon luôn. Chưa dạng nắng giang xịn đăng thôi mà. Đây là muối hộp. Ừ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái 看看能吃多少 Tụi em mua cái này về để dành làm muối trứng luôn. À, 10 kg muối hột là 35.000 tiền Việt mình. Đưa sách bịch. Chào. Tụi em qua nhà dì hàng xóm mua một ít trứng gà với lại trứng ngỗng về muối. Giờ ứa đang mà. Ứa đang. Quả giao mãi ứa đang. Quả giao mãi ứa đang. Mãi để mãi để ứa đang con chi đang. Quả hủy lá quả giao xiển đang nè. Hả? Cái quả mai. Chưa xa mỏng là sao nè. Chưa biết định trận nè. Quả giao hài mấy trận chưa cơ? 222了，雪雪雪姐我。我还没讲这个，不敢开门啊，加引进来。这个带有矿，这是矿，那不是120，咱不要这玩意儿，就带个这样卖出去。Ừ. Bây giờ khuôn mà. Ở hậu bên thôi chứ. Bên tụi em á cũng định làm một cái cửa lưới vậy nè, chặn không có cho ruồi nó vô. Cho ruồi quá trời luôn cả nhà. Bay vô một ngày cho cả đống ruồi. Chết đen thui hết. Tôi và mình chỉ ra chơi ăn trận nè. Hảo, ở đang con chi đang à. Ừ.
cái táo tàu. Đây. Sửa hóa sửa xí hả? Di xì giang 7 trứng. Trứng ngỗng.我找到他那儿，找到了。我给你找到那儿，找到了。都切切切割着完了，我查着的完了。这个没事，这一刷就好了。这个是水，回来你刷好了，你再腌对吗？要没得刷。啊，刷干净了再腌。啊，能放冰箱哈。鹅蛋，鹅蛋跟鸡蛋一起腌哈。啊，一起腌，把你泡上。好。 Con trai của dì hàng xóm, dì này á là sát vách nhà mẹ chồng em nè. Bữa nay con trai dì đi làm tuốt ở mấy tỉnh phía Nam Trung Quốc á, rồi cháu trai á thì chỉ có một mình ở nhà nên là cũng ở bên nhà nội luôn, chứ không có ở bên nhà kia. Cái này về là mình em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách tự muối trứng muối ở nhà nha. Hãy gió rằng mãi là tôi mà. Hãy 那个八块 64 tệ. Dạng xóm em với lại mấy người lớn tuổi trong thôn á, là người ta không có sử dụng tiền ở trong cái ứng dụng điện thoại quét, mà người ta sử dụng tiền mặt không à. Y chang ba mẹ em luôn. Mà trong thôn em người lớn tuổi đa số vậy luôn á. Dạ. $64 拿 有鸭蛋吗？拿了吗？啊，一个一块钱一个，啊，再来八块。 Trứng gà, trứng vịt với lại trứng ngỗng của dì hàng xóm là ở nhà tự nuôi, cho nên là cái giá bán cũng cao hơn một chút. Còn nếu mà mình mua trứng gà công nghiệp ở ngoài siêu thị người ta bán á, thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà có điều ở nhà mình ăn cũng không có bao nhiêu trứng, thành ra mình mua cái loại mà gà nhà đẻ vậy thì nó tốt với lại an toàn hơn. Tại vì tự nuôi thì người ta chỉ cho ăn tắp không à. Gà nuôi ở nhà ăn cái trứng nó cũng thơm nữa. Cái gì hàng xóm sát vách nhà em á, đợt trước em mới mua nhà thì em có qua đó mua trứng ngỗng, nhưng mà gì đó bán cho em á là lộn, toàn là trứng nhỏ xíu à, giống như là trứng vịt vậy đó. Mà gì cũng tính cho em là 4 tệ một trứng. Còn gì hàng xóm sát vách nhà mẹ chồng em á thì kiểu hàng xóm thật thà hơn, mua cái trứng mà nhỏ thì dì cũng bóp cho mình, hoặc là kêu mình đừng có lấy, chứ không có ép mình lấy chung hết. Mà sau cái vụ đụng độ cái mái nhà thì dì hàng xóm cũng ít qua nhà em hơn. Kiểu như là thợ mà làm thì dì chỉ đứng ở ngoài sau nhìn thôi, chứ không có đi sòng sọc vô nhà hoặc là ra trước coi nữa. Sau vụ đó thì em cũng ít nói chuyện, với lại là không có qua nhà mua trứng ngỗng nữa. Họ là gì xì chậu chậu là xin mi hai chậu ai trái gì cơ ai hai ba quả chứ trái thì ai chứ duyên nắng dọ nè dọ trái này số là quả trái gì cơ chứ xin là số là ở bên đây mà cũng có cần có trồng cái trái sung mi nữa nè hậu lắm những cái này dọ quá dọ trái duyên nắng dọ biết rằng nó răng xưa chưa cơ à chứ không chứ trái à hả chứ quả trái đấy hậu quả chậu là à chú lại nã xiềng ba
Thiên chi rư. Trời nóng quá, trời nóng luôn. Bên đây với lại bên đây là nuôi gà với lại ngỗng rồi vịt nữa. Mà đường mình nuôi như vậy á thì cái mùa mưa thì các phân á nó sẽ hôi. Nên mình thu hoạch được trứng nhưng mà điều nó hôi âm trời luôn. Chưa có hai mé xong rồi, hai mé xong đang thôi mà. Chưa hai xẻo tôi. Này còn nhỏ. Ừ. Cái này gì đây ta ru. À dạng chu ha. À có một cái. Hả? Ni dạng gì đây? Cái lý thế này. Ni dạng sao? Y cơ. Giờ mai mà. Dạng ta chứ mai hả? Dạ ta thì mấy đâu. Giờ giờ bị hại pha. Ôi, sao thiếu hậu thế, lưu thế. Xong mạng đi, nắng khai vũ lưu sửa công lý. Vũ lưu sửa công lý hả? Tùy. Về nhà thì tụi em rửa cái trứng với lại ngâm trước đó, rồi ngày mai mới bắt đầu muối được. Chiều nay thì em với lại ăn sải ăn cơm bên nhà ba mẹ nè. Từ cái bữa giờ trời nóng á, cho nên là ba hay toàn là cởi áo không à. Với lại là nhà cũng không ai á, cho nên là ở trần được tự nhiên. Chứ như lúc trước á, là ba sợ kiểu như là mình lên video không có lịch sự á, là lúc nào ba cũng mặc áo hết trơn á. Bữa nay như vậy nè, thấy ba cũng thoải mái hơn nhiều. Ở chỗ em á, bây giờ nóng á, là kiểu từ 8 giờ mặt trời bắt đầu lên á, là nó nóng hừng hực luôn. Nóng khoảng 40 mấy độ C. Mà tới chiều tầm khoảng 5 giờ mặt trời lặn xuống, là lúc đó thời tiết bắt đầu lạnh rồi. Lúc có mặt trời thì nó nóng, nhưng mà mặt trời vừa xuống thôi là có gió lạnh. Tại vì ở chỗ em á, bây giờ đang là mùa thu, cho nên á, là ngày nóng mà buổi sáng sớm á, với lại buổi chiều và tối thì thời tiết lạnh. Đây cũng là lý do ở những vùng Đông Bắc hoặc là những vùng lạnh của Trung Quốc, trồng táo hoặc là trái cây thì nó có cái vị ngọt tự nhiên ở trong quả mà không có cần phải tẩm đường. Vườn táo Tàu ở sau lưng nhà ba mẹ chồng em này là A Xã trồng cách đây 20 mấy 30 năm rồi. Ở ngoài sau thì tới cả 100 cây táo Tàu. Chỉ tiếc là em gửi về cho cả nhà mình thì chỉ có thể gửi được táo khô, chứ không có gửi được táo tươi. Tại táo tươi khi mà vận chuyển về thì mình phải vận chuyển bằng kho lạnh hoặc là xe công. Chứ mà vận chuyển bình thường thì về đến nơi 15-20 ngày là táo nó hư hết trơn. Thành ra tụi em chỉ bán được những cái đồ khô và gửi được táo khô về cho cả nhà mình là như vậy. Em làm thật ốc ngược cái gì nha. Khôi chứ. Mới khẩu. Mà chịu được giờ. Chịu được giờ. Chịu được giờ là khẩu. Khẩu là. Cái dầu thảo lại qua bên sao vậy? Trời ơi, 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 đây là cái thịt mẹ chồng em kiểu như là cái món khô nhục hả ta. Đây mẹ chồng em làm cá chiên dưa leo. Em mời ông bà cô chú mình ăn cơm nha. Mời cả nhà mình ăn cơm nha. Trời nóng quá cho nên là ai cũng lấy nước đá chen trong cơm hết trơn á. Bên em là đa số là chen nước lọc vô cơm để giữ nguyên cái vị cơm nha, chứ không có thích ăn canh. Nó sẽ bị.
牛肉跟猪肉一起对对对不是这件最像牛肉对一下牛肉白冰刀呢要这样还是猪肉你们俩空肉都很薄的很黑龙江对啊很中午冷五下它没有它一样哈别烧出来了，吃不了，走了啊。就是打牌哈。差不多吧，妈呀。这个也没奖金吗？小红萝卜，萝卜，秧的，现在又要晒干的。Chúng này ngày qua là em đem về là em rửa sạch trước rồi xong rồi nhưng mà điều nó cũng chưa có ra kỹ á mình phải ngâm một ngày cho mấy cái này nó mềm rồi em chà lại tiếp một lần nữa thì nó sạch bóng rồi. 但是说你给它腌蛋呢，你把那东西你要不刷掉的话，你腌不咸。啊。啊，知道吧？你把那东西刷掉才行。啊，我刷掉了没？你摸我掉了，没有没掉，它摸着很滑。很滑啊。À, phải nói là khi mà cái trứng mà con gà nó mới đĩa ra hoặc con ngỗng vịt gì đó mới đĩa ra thì nó không có lớp màng mình rờ nó sẽ rất là bóng và nếu mà mình không có làm cái lớp đó rớt ra ở nhà mình không có chà cho kỹ thì khi mà mình muối thì cái gia vị đồ này kia nó sẽ không có thấm vào được bên trong cái trứng không có làm ra được trứng muối nên là mình thường là mình sẽ phải rửa cho sạch nè rồi thứ hai là mình rờ cho nó nhám vậy nè là cái lớp màng đó đã rớt ra rồi Mình bắt một cái nồi nước muối. Tua không tua? Ừ, nấu sôi lên. Nước muối thì mình sẽ canh tùy theo lượng trứng của mình muối ở nhà nhiều hay ít. Nhưng mà cứ nếm cái nước muối cho nó mặn một xíu là được. Sau khi mà nước muối đun sôi xong á thì mình nhớ để nguội nước muối rồi mới bắt đầu muối trứng nha. Em đặt mua cái hũ ở trên mạng về mấy chục tệ mà tính ra nhìn cũng xịn quá chừng luôn. Nó làm bằng đất nung. Bữa nào á thì em mua thêm vài cái hũ to xíu để mình đông á thì mình muối cải thảo. Trứng sau khi mua về thì mình chà rửa cho nó sạch. Sau đó thì mình ngâm trong nước lọc, nước lạnh tầm khoảng 24 giờ đồng hồ. Sau khi chà rửa sạch sẽ, vớt ra, mình để cho nó ráo một xíu. Rồi bắt đầu thả vào trong nước muối để nguội. Muối tầm khoảng nửa tháng đến một tháng là có thể ăn được. Tùy theo cái trứng của mình là to hay nhỏ. Có nhiều cái trứng nó bị nứt rằn rằn nhưng mà nó chưa có bị bể ra. Thì khi mình muối nó có cái lỗ hở, nước muối nó vào thì trứng muối nó sẽ nhanh hơn. Còn có nhiều trứng to thì nó sẽ chậm hơn. Trong đây thì có nhiều trứng nứt, em thả vô em muối luôn. Để trứng nào mà nó nứt thì mình ăn trước. Đây là cái trứng muối giống y chang là người ta làm trong cái bánh bông lan trứng muối lòng đỏ gì đó. Hiện khi mà trứng muối thành công thì em quay chia sẻ với cả nhà mình xem sao nha, để nhà mình có thể làm cùng lúc với em, để bữa nào thì cùng nhau thưởng thức nha. Công thức này là mẹ chồng em cũng làm cho nên chắc chắn thành công, cả nhà mình yên tâm luôn. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.